Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội thi kéo lửa nấu cơm cần ở lễ hội đền Trần Thái Bình. Tỉnh Ninh Bình tranh cổ động về lịch sử ba triều đại Đinh, Tiền, Lê và Lý. Áp dụng máy cấy trong sản xuất lúa nhìn từ huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sử dụng trà xanh trong chăn nuôi của anh Thanh ở xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đổi mới phương pháp dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Sau thực hiện dồn điền đổi thửa, năm 2013, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào sản xuất, trong đó mô hình cấy mạ khay được coi là một trong những điểm nhấn cho hiệu quả cao. Đến nay, toàn huyện đã có 13 máy cấy các loại thực hiện gieo cấy mở rộng diện tích lúa qua các vụ, điển hình như vụ xuân năm 2018, diện tích cấy bằng máy đạt hơn 100 hectare. Áp dụng máy cấy trong sản xuất lúa ở Duy Tiên, ngoài đảm bảo hiệu quả lao động của nông dân, còn giải quyết tốt việc đẩy nhanh tiến độ thời vụ, vấn đề thiếu lao động nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và đặc biệt là khẳng định tư tưởng làm ăn mới của nông dân trong canh tác lúa. Là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp, nhưng diện tích sản xuất lúa của Duy Tiên còn trên 4.400 ha. Thực tế hiện nay, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của Duy Tiên nói chung và của tỉnh nói riêng có nhiều khó khăn do lượng lớn lao động bị thu hút vào làm công nhân các khu cụm công nghiệp. Để giải quyết vấn đề lao động mùa vụ, Duy Tiên đã đặc biệt chú trọng đến việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, khâu làm đất và thu hoạch đã được thực hiện cơ bản bằng máy. Riêng khâu gieo cấy, ngoài việc hỗ trợ hàng trăm công cụ xạ hàng phục vụ cho gieo thẳng và áp dụng phương pháp cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên, thì Duy Tiên đặc biệt chú trọng đưa máy cấy vào đồng ruộng. Hiện tại trên địa bàn huyện có 7 xã đầu tư máy cấy với tổng số 13 máy cấy lớn nhỏ. Vụ xuân 2018 này, toàn huyện thực hiện cấy máy trên diện tích hơn 110 ha. Mỗi địa phương trong huyện đều xây dựng một mô hình lúa cấy máy, diện tích từ 3 ha trên một mô hình trở lên. Với những diện tích cấy máy đều được làm dịch vụ, người dân giao ruộng và nhận lại ruộng lúa đã cấy để chăm sóc. Chi phí sản xuất giảm đến hơn 40% so với phải thuê lao động cấy thủ công. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung trước mắt là cho công tác tuyên truyền về cái hiệu quả sản xuất cấy máy cho tất cả các thôn xóm để bà con nắm được. Thứ hai nữa là sẽ tổ chức các cái hội nghị để tập huấn phổ biến cái kỹ thuật gieo mạ khay. Thực tế là nó cũng rất đơn giản chứ không khó khăn lắm như là mọi người đang bà con nông dân đang suy nghĩ là gieo mạ khay với công nghệ ở Nhật Bản nó khó khăn, nhưng thực tế là không khó khăn lắm. Và chúng tôi đang cần một cái mô hình để thành lập một cái trung tâm mạ khay. Bởi vì chúng tôi xác định là hiện tại nếu quy mô sản xuất của bà con đang còn nhỏ lẻ 3-4 xào ruộng mà các hộ tự tổ chức gieo mạ khay là hoàn toàn rất khó khăn và không khả thi. Cần phải có các cái hợp tác xã hoặc các cái hộ nào đó mạnh dạn xây dựng một cái trung tâm để sản xuất được mạ khay, sau đó là bán mạ cho các hộ mà có máy để tổ chức cấy cho bà con nông dân. Phát huy thế mạnh từ việc đưa máy cấy vào đồng ruộng, thời gian tới Duy Tiên tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp từ khâu làm đất, gieo cấy đến thu hoạch, chế biến sản phẩm. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh áp dụng cho nhu cầu mua máy, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, Duy Tiên tiếp tục đồng hành với các hợp tác xã trên mọi lĩnh vực, cùng với đó là củng cố, hỗ trợ nâng cao vai trò của các hợp tác xã, tổ dịch vụ trong quản lý, điều hành cung ứng dịch vụ, xây dựng các mô hình trình diễn, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận tham quan học tập mô hình mới, cách làm hiệu quả. Thực tế trong sản xuất nông nghiệp của Duy Tiên là kinh nghiệm hay cho các địa phương đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nhất là trong sản xuất lúa, rất cần những tư duy kiểu mẫu. Tâm huyết trong công tác đoàn, mạnh dạn trong phát triển kinh tế. Đầu năm 2017 vừa qua, anh Phạm Như Lân, sinh năm 1991, bí thư chi đoàn thôn Cao Đông, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã cùng bạn đầu tư mô hình trồng rau thủy canh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ tham gia công tác đoàn và các phong trào địa phương, anh Phạm Như Lân được giới thiệu về mô hình trồng rau thủy canh. Anh đã đến thực tế và học hỏi kinh nghiệm tại các vườn thủy canh ở các tỉnh Nam Định, Bắc Giang.
Năm 2017, mô hình trồng rau thủy canh với diện tích gần 200 m2 đi vào hoạt động với hệ thống bơm nước liên hoàn, dàn trồng và nhà lưới bao quanh, tránh sự rủi ro của thời tiết và hạn chế tối đa sâu bệnh. Với một số nguyên liệu như sơ dừa, bút xốp, hạt giống nhập khẩu, hệ thống nước nuôi cây đã được hòa tan chất dinh dưỡng. Vườn rau thủy canh của anh Lân cung cấp ra thị trường từ 4 đến 5 tạ rau một lứa. Với các loại rau muống, cải, các loại xà lách, với thời gian thu hoạch từ 25 đến 40 ngày tùy vào loại cây và mức giá thị trường từ 25 đến 35 nghìn đồng một kg. Trung bình mỗi lứa cho thu từ 5 triệu đến 6 triệu đồng. Hiện mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng thêm 1.000 m2 để đáp ứng nhu cầu rau sạch của người dân. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng trà xanh và phế phẩm từ trà xanh trong chăn nuôi để thay thế kháng sinh là một phương pháp mới, được áp dụng từ thực tế đã chứng minh được hiệu quả. Tại tỉnh Nam Định, phương pháp này cũng đã bắt đầu được áp dụng bởi anh Nguyễn Văn Thanh ở xã Yên Tân, huyện Ý Yên. Sau một lần tình cờ biết đến phương pháp nuôi lợn bằng trà xanh, cùng với nhận thấy việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi hiện nay gây ảnh hưởng đối với sức khỏe cộng đồng, anh Nguyễn Văn Thanh ở xã Yên Tân, huyện Ý Yên đã nung nấu ý tưởng áp dụng phương pháp này ngay tại trang trại của gia đình. Nghĩ là làm, anh Thanh bắt tay vào tìm hiểu phương pháp sử dụng trà xanh trong chăn nuôi và thí nghiệm trong nuôi gà. Bột trà xanh xay nhuyễn trộn đều vào thức ăn hai lần trong ngày đã giúp gà tăng sức đề kháng, giảm bệnh tật. Lợi nhuận thu về tăng gấp đôi so với nuôi gà bằng sử dụng thuốc kháng sinh trộn vào thức ăn. Theo đó, chất lượng thịt gà cũng ngon hơn. Đối với sản phẩm mà chim, bồ câu và gà thịt nuôi bằng cái chế phẩm trà xanh, thì khi mà mình đưa ra mình so sánh với con gà và con chim nuôi bằng phương pháp thông thường, thì hiện nay là cái con gà con chim mình nuôi bằng cái chế phẩm trà xanh thì nó có một đặc biệt là gì? Nó cái mùi tanh nó gần như không có. Cái thứ hai là cái mỡ của nó rất là ít. Cái thứ ba là cái thịt nó săn chắc hơn. Cái thứ tư là gì? Cái độ ngọt của thịt thì nó cao hơn. Với hiệu quả từ thực tế đem lại, giải pháp sử dụng trà và chế phẩm trà xanh trong chăn nuôi gà thay thế kháng sinh của anh Nguyễn Văn Thanh đã đoạt giải ba tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6 năm 2017 trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường. Từ thành công ban đầu, hiện anh Nguyễn Văn Thanh đã nhân rộng mô hình trang trại nuôi gà và chim lên quy mô hàng vạn con trên diện tích 1.200 m2. Hướng tới kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cổ Việt 968-2018, Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch tỉnh Ninh Bình đã trưng bày bức tranh cổ động về lịch sử của ba triều đại thời Đinh, Tiền Lê và Lý tại khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, thu hút sự chú ý tham gia của nhiều du khách. Với chiều dài 27m, chiều rộng 3m, bức tranh cổ động có nội dung về lịch sử của ba triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý được đặt ngay tại cổng vào của khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư. Bức tranh bao gồm 7 chương, từ thuở nhỏ Đinh Bộ Lĩnh cờ lóc tập trận, thống nhất Giang Sơn, đại lễ đăng quang, hồn thiêng Đại Việt, trao áo Long Bào, bạt tống Bình Chiêm và cuối cùng là chương rời đô, hưng quốc của vua Lý Thái Tổ. Với những nét vẽ sắc sảo sống động, mỗi chương đều thể hiện rõ chủ đề về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mang đến cho người xem ấn tượng cảm xúc tự hào đất nước Việt Nam. Đặc biệt là vua Đinh Tiên Hoàng, người đã có công lập nên nhà nước Đại Cổ Việt. Hiện tại bức tranh cổ động về lịch sử của ba triều đại thời Đinh, Tiền Lê và Lý tại khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư không chỉ đạt kỷ lục quốc gia về vẽ tranh lịch sử nhiều chương nhất, mà tới đây theo Sở Văn hóa và Thể thao sẽ được chuyển thành tranh thêu lớn nhất Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tái hiện lại thực tế ứng biến trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tại lễ hội Đền Trần Thái Bình, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức hội thi kéo lửa, nấu cơm cần. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các thôn làng của xã Tiến Đức. Mỗi đội gồm 4 thành viên, 2 nam, 2 nữ. Trong trang phục truyền thống, mỗi đội cử 2 người khiêng niêu đất kẹp giữa đoạn tre tươi đi theo mép vòng tròn, 2 người nổi lửa bằng các thanh giang khô và bùi nhùi đi theo niêu đất. Trong thời gian 30 phút, đội nào hoàn thành trước và chất lượng cơm ngon, trang trí đẹp sẽ chiến thắng. Hội thi kéo lửa nấu cơm cần đã thu hút được đông đảo nhân dân và du khách thập phương, thể hiện được tinh thần quý trọng nghề nông, khơi dậy những nét độc đáo của quân và dân ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc nhất, nhì, ba cho các đội tham gia dự thi.
mới đây tỉnh Hải Dương tổ chức lễ tế trời đất trên ngũ nhạc linh từ cầu quốc thái dân an. Đây là nội dung quan trọng của lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc. Theo nghi trình, đoàn tới dâng hương tại Bắc Nhạc Miếu mở đầu cho lễ tế. Tại Trung Miếu, nơi tiến hành các nghi thức chính thức của lễ tế trời đất, trong tâm thức dân gian, ngũ nhạc là ngọn núi thiêng, là nơi thờ các thần tự nhiên cai quản năm phương. Bởi vậy, xưa nay đều tổ chức lễ tế trên núi khi mùa xuân về. Tại lễ tế, Thượng tọa Thích Thanh Vân, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo, phó trưởng ban tổ chức lễ hội đã tuyên đọc sớ văn cầu tiên thánh, thần linh, lưu phúc, lưu ân, phù hộ cho tứ hải thanh bình, các quốc gia thịnh vượng. Lãnh đạo tỉnh, đại biểu và nhân dân cùng thành kính nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dương Thái đã trân trọng tặng ngũ cốc cho đại diện các ngành đoàn thể, các huyện, thị xã thành phố và du khách thập phương. Với ý nghĩa từ 5 loại hạt giống ngô, lúa, đỗ, lạc, kê đã hấp thụ tinh hoa của trời đất và khí thiêng sông núi, khi gieo trồng sẽ sinh sôi, mang lại no ấm cho muôn dân. Đây là nét văn hóa đặc biệt ở lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương. Rời ngũ nhạc linh từ, đoàn đã xuống núi và dâng hương tại đền Quan Đại Tư Đồ Trần Nguyên Đán và ức trai linh từ, nơi thờ anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Vào ngày 10 tháng 3, tức ngày 23 tháng Giêng tới, tại Côn Sơn sẽ tổ chức lễ giỗ Thánh Tổ Huyền Quang và đại lễ đàn Bông Sơn Thí Thực. Năm 2018, tỉnh Nam Định phấn đấu đón 2,55 triệu lượt khách du lịch, tăng 5,4% so với năm 2017. Doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch dịch vụ đạt 740 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2017. Năm 2017, tổng lượng khách tới các điểm tham quan du lịch của tỉnh đạt hơn 2,4 triệu lượt người, tăng 5,4% so với năm 2016. Trong đó, khách do các cơ sở lưu trú và ăn uống phục vụ đạt trên 1,2 triệu lượt người, chiếm 53,1% tổng lượng khách. Khách tham dự lễ hội và tham quan di tích chiếm tỷ lệ cao, đạt trên 1,65 triệu lượt người, chiếm 68,4% tổng lượng khách. Khách du lịch đến các khu du lịch sinh thái, khu du lịch biển đạt 470.000 lượt, chiếm 19,4% tổng lượng khách. Thu nhập du lịch ước đạt 657 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2016. Để đạt mục tiêu năm 2018, đón 2,55 triệu lượt khách du lịch, ngành văn hóa thể thao du lịch tiếp tục tăng cường quảng bá các hoạt động du lịch, tuyên truyền, phổ biến luật du lịch 2017, hướng đến khai trương mùa du lịch biển năm 2018. Trong đó, chú trọng đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, đề cao công tác cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Mùa lễ hội đầu xuân đang diễn ra, lượng khách đến Ninh Bình ngày một đông. Đây cũng là lúc cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tới các điểm tham quan du lịch. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình. Sau Tết, khu du lịch tâm linh Bái Đính, lượng khách đến chiêm bái càng đông với việc thắp hương, đốt vàng mã, cùng với lượng phương tiện tăng đột biến là nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao. Để phòng chống, hạn chế thiệt hại thấp nhất do sự cố gây ra, trước Tết Nguyên đán, doanh nghiệp kết hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị, kiện toàn và củng cố lực lượng xung kích tham gia đội phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, ban quản lý đã đầu tư trang thiết bị để sẵn sàng khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy nào tại các nơi thờ tự, đền, đình, chùa, khu di tích. Tuy nhiên, công tác phòng chống cháy nổ luôn đặt trong tình huống cấp bách. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì các cấp ủy đảng, chính quyền, ban quản lý các đình, đền, chùa, khu di tích cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định và có phương án chủ động phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, người dân đến làm lễ, dâng hương và đốt vàng mã cần thực hiện đúng nơi quy định, qua đó góp phần giữ gìn giá trị lịch sử của các khu di tích và tính mạng tài sản của du khách thập phương đến dự lễ du xuân. Nhằm giáo dục về lý tưởng sống và cách sống cho các thế hệ học sinh, vừa qua Trường Trung học Phổ thông Nghĩa Sơn, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình ngoại khóa văn học với chủ đề Sáng mãi tên anh, người lính Cụ Hồ. Chương trình ngoại khóa được tổ chức dưới hình thức một cuộc thi gồm các phần thi chân dung người lính, chiến sĩ và những người bạn và bình thư. Bằng các tiểu phẩm tái hiện chân dung người lính Cụ Hồ, các em học sinh đại diện cho ba khối lớp đã thể hiện sự sáng tạo, mang đến cho người xem một cách nhìn, cách cảm nhận mới về những nhân vật văn học rất đỗi quen thuộc như nhân vật Tần Ú trong tác phẩm Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành hay hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu.
Xen giữa các phần thi là những tiết mục hát múa như Cô gái mở đường, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Linh thiêng Việt Nam. Chương trình không chỉ mang đến cho học sinh tình yêu với môn văn học, tự kính trọng và biết ơn với những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu của mình cho độc lập tự do của dân tộc. Qua đó còn giúp các em xây dựng lý tưởng sống cao đẹp, cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Đến thời điểm này, quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình xã hội học tập đã thực hiện được 2 năm. Bắc Ninh là một trong những tỉnh thực hiện khá hiệu quả mô hình này với việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị học tập và cũng đã có những cách làm sáng tạo trong thực hiện xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù địa phương, đơn vị. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác khuyến học trong thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập là việc xây dựng quỹ khuyến học. Quỹ khuyến học phát triển mạnh mẽ sẽ là nền tảng để các địa phương, thôn làng làm tốt công tác khen thưởng, động viên, khích lệ phong trào học tập. Bắc Ninh được đánh giá là một trong những tỉnh có phong trào khuyến học mạnh trong cả nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 300.000 hội viên khuyến học với 1.551 chi hội, đạt tỷ lệ 27,27% dân số. Bắc Ninh cũng hiện có gần 127.000 gia đình, 2.557 dòng họ, 593 đơn vị và 439 cộng đồng học tập, đạt 64,28% tổng số đơn vị trong toàn tỉnh. Kết quả này càng khẳng định bước phát triển mạnh mẽ công tác khuyến học khuyến tài của tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Việc thực hiện có hiệu quả quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các mô hình khuyến học sẽ góp phần tạo nền tảng đưa phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh lên tầm cao mới, xứng với truyền thống tỉnh Bắc Ninh văn hiến, hiếu học và khoa bảng. Hiện nay, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có 27 trường tiểu học với hơn 14.200 học sinh, trong đó bộ môn tiếng Anh có 54 giáo viên. Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã khắc phục những khó khăn về giáo viên và cơ sở vật chất để tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ. Nhiều phương pháp mới trong giảng dạy môn học này đã được các nhà trường áp dụng và đã tạo được hiệu quả rõ rệt. Ở huyện Kinh Môn, các trường tiểu học của các xã thị trấn có chất lượng đào tạo tiếng Anh hiệu quả là Bạch Đằng, Thất Hùng, Phú Thứ, Minh Tân, Tử Lạc và Thượng Quận. Ở các trường này, hầu hết đã trang bị được máy chiếu, bảng tương tác và phòng học ngoại ngữ riêng. Do được nghe, nói, đọc, viết thường xuyên đã giúp học sinh nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Do tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đầu tư trang thiết bị hiện đại nên chất lượng học tập của học sinh được nâng cao, các em tự tin về kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Chỉ tính riêng các năm học 2014-2015, 2015-2016 và 2016-2017 đã có 20 em đoạt huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng các cuộc thi tiếng Anh quốc gia qua mạng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng môn tiếng Anh trong nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn cần bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, chỉ đạo hướng dẫn các giáo viên tiếng Anh thiết kế bài học theo hướng phát huy cao nhất năng lực của học sinh. Tỉnh đoàn Thái Bình hỗ trợ 6 hộ nghèo, hộ đối tượng chính sách của xã Đô Lương, huyện Đông Hưng lắp đặt đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Theo đó, tỉnh đoàn Thái Bình hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp đặt đường ống cho các hộ gia đình. Việc hỗ trợ này sẽ giúp người dân được sử dụng nguồn nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe. Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ các hộ dân sử dụng nước sinh hoạt nông thôn, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp đã hỗ trợ cho hàng trăm hộ dân lắp đặt sử dụng nước sinh hoạt. Việc làm này tiếp tục được các tổ chức đoàn chú trọng triển khai trong thời gian tới. Với chủ đề Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, tháng thanh niên năm 2018, huyện đoàn Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, chiều ngày 1 tháng 3, huyện đoàn Yên Khánh đã ra quân đổ sân bê tông, diện tích gần 100m², lắp đặt đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, dài hơn 1km tại xóm Đông, xã Khánh Hội. Tổng trị giá hai công trình trên gần 30 triệu đồng. Với những hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên của huyện đoàn Yên Khánh bằng những việc làm hành động cụ thể, sẽ phát huy được vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để màu áo xanh tình nguyện ngày càng lan tỏa trên khắp các nẻo đường, tạo nên những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, cộng đồng và xã hội. Trong tháng thanh niên năm 2018, huyện đoàn Yên Khánh chỉ đạo 100% tổ chức đoàn trong huyện tổ chức tối thiểu một hoạt động tình nguyện, mỗi đoàn viên thanh niên tham gia công trình tình nguyện.
Theo đó, tập trung vào các hoạt động như đẩy mạnh các hoạt động tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thanh niên làm kinh tế, tổ chức các hoạt động tri ân những người có công với cách mạng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.